Tôi vẫn còn nhớ chỉ mới đây thôi thì hàng loạt những sự kiện văn hóa giải trí trên cả nước, thậm chí trên toàn thế giới đã phải hoãn hủy để đảm bảo an toàn đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Các rạp chiếu phim đã phải đóng cửa hàng loạt, nhà hát và sân khấu đều phải tắt đèn. Có lẽ chưa bao giờ mà khoảng cách giữa công chúng đến với nghệ thuật lại xa đến như vậy. Tuy nhiên và chúng ta cũng chứng kiến những cuộc dịch chuyển số vĩ đại nhất của cả ngành giáo dục và cả ngành văn hóa giải trí. Có lẽ chưa bao giờ khoảng cách giữa nghệ thuật và chúng ta xa như vậy. Tuy nhiên, như những cái mất mát và đau thương của Việt Nam trong một năm 2020 cũng còn đó rất nhiều những dấu ấn không thể phủ nhận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình nhìn lại năm cũ 2020 ở trong lĩnh vực văn hóa giải trí. Năm 2020 là năm ghi dấu ấn sức mạnh của nghệ thuật Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, hàng loạt các bài hát, sáng tác mới ra đời với nội dung tuyên truyền người dân cảnh giác với dịch bệnh. Ông bà anh của thời Corona. Trong số đó, có thể kể đến các ca khúc nổi bật như Ông bà anh thời Covid-19, Đôi mắt nCoV, Đại dịch Corona, Việt Nam ơi đánh bay Covid, Tiêu diệt Corona, Sẫm Hà Thành, Cùng bè đánh giặc Corona. Nước rửa tay ấy mà. Đặc biệt, ca khúc nCoV do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường của Bộ Y tế hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, hai ca sĩ Min Eric và Vũ Công Quang đang thực hiện đã trở nên nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn thế giới. Theo Vietnam Network, tính đến tháng 1 năm 2020, có 68 triệu người dùng Internet tại Việt Nam và trong đó có hơn 70% sử dụng các dịch vụ giải trí như nghe nhạc, xem video. Ngoài phim truyền hình dài tập chiếu mạng thì thị trường âm nhạc online cũng được mùa với các MV xuất sắc như Có Chắc Yêu Là Đây của Sơn Tùng MTP, Hoa Nở Không Màu của Hoài Lâm, Em Không Sai Chúng Ta Sai của Eric. Kênh YouTube của các nghệ sĩ này đều có lượt truy cập cao kể từ thời điểm những MV kể trên chính thức được phát hành trên mạng giải trí trực tuyến hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, khi mọi hoạt động giải trí đóng băng trong mùa dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ đã tiến hành tổ chức các show diễn trực tuyến nhằm phục vụ cho khán giả trong thời gian giãn cách xã hội. Các live show, mini show trực tuyến trở thành xu hướng tất yếu, không chỉ ở Việt Nam mà là trên toàn thế giới. Nữ vô thịnh có Nuchinai, Hồ Ngọc Hà có chuỗi Favorite Show Love Song, các ca sĩ như Tuấn Hưng, Đức Tuấn, Bảo Anh, Ngô Quyến Huy, Cát Tường cũng có những chương trình hát tại nhà để phục vụ khán giả. Và nụ cười em luôn trên bờ môi. Sao họ ác thế hả bà giáo? Cùng người làng người xóm với nhau mà cư xử như loài ác thú ấy. Năm 2020, các bộ phim điện ảnh Việt có chiều hướng khác lạ so với những năm trước đó, chủ yếu tập trung vào thể loại phim hài, phim remake, mang tính giải trí. Năm nay, các bộ phim điện ảnh tập trung khai thác tính dân tộc và được đầu tư sản xuất rất công phu như một cuộc chạy đua ngầm. Có thể kể tới những cái tên tác phẩm rất được trông đợi như Trương Vương do Trương Ngọc Ánh thực hiện, hay Cậu Vàng, bộ phim lấy cảm hứng từ những tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao. Ta muốn biết người này đang ở đâu. Ngoài ra, phim điện ảnh Kiều được chuyển thể từ truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du cũng đã được đạo diễn Mai Thu Huyền chính thức sản xuất. Hơn nửa năm, gần như đóng băng vì dịch Covid-19, thị trường điện ảnh Việt tăng tốc trở lại vào những tháng cuối năm. Không chỉ sở hữu thành tích doanh thu ấn tượng, có thể kể tới như Giòm và Tiệc Trăng Máu, còn góp phần lớn trong việc hâm nóng phòng vé. Điều này còn tác động to lớn và tạo nên tiền đề tốt để các bộ phim Việt tiếp theo ra mắt. Cụ thể, Giòm về đích với doanh thu hơn 60 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu, còn Tiệc Trăng Máu chính thức khởi chiếu từ ngày 23 tháng 10. Bộ phim đã thu về con số doanh thu khổng lồ, chỉ đứng sau Cua Lại Vợ Bầu và Mắt Biếc với 175 tỷ đồng. Hành trình chung tay tìm 2020, năm lên ngôi của nhạc rap. Với hai cuộc thi rap diễn ra song song, rap trở nên bùng nổ và được yêu thích đông đảo của người dân Việt. Không chỉ dừng lại ở đó, khán giả Việt Nam đã có cái nhìn khác về rap. Các định kiến như rap chỉ có dung tục, thóa mạ lẫn nhau, rap chỉ là phần phụ họa trong một bài hát dần bị xóa bỏ.
Đáng nói nhất phải kể đến cuộc thi Rap Việt. Ngay từ những tập đầu tiên, Rap Việt đã gây được sự chú ý của người xem nhờ nội dung hấp dẫn và những màn vũ đạo sôi động đẹp mắt. Trong một thời gian ngắn, hai tập đầu của Rap Việt đã leo lên vị trí dẫn đầu danh sách những chương trình có lượt xem nhiều nhất trên YouTube. Sau gần 3 tháng phát sóng, đêm chung kết của cuộc đua giành ngôi vị quán quân Rap Việt đã đạt được sức nóng cực đại với hơn 1,1 triệu lượt xem cùng lúc. Điều này giúp Rap Việt trở thành chương trình có lượt xem cao nhất thế giới ở thời điểm đó.